Và căn cứ trên cái bảng sứ mạng nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bắt đầu xác định những cái mục tiêu. Việc đặt mục tiêu có thể đó là những cái mục tiêu mang tính chất rất định tính, cũng có thể đó là những mục tiêu mang tính chất định lượng. Ví dụ như tôi nói rằng là gì ạ? 20 năm sau chúng tôi sẽ đè bẹp Adidas, nó rất rõ. Hoặc là ví dụ như chúng ta nói rằng là gì ạ? Đó là doanh số chúng ta phải đạt được đó là 5 tỷ vào năm 2020. Đó là những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra mang tính chất định tính hoặc định lượng. Tuy nhiên lưu ý đó là để đặt một cái mục tiêu như thế nào được gọi đó là thông minh, và trong tiếng Anh nó gọi là smart. Thì ở đây quý vị cần lưu ý đó là chúng ta cần phải quan tâm đến một số vấn đề sau. Một là quý vị đặt mục tiêu nó phải đảm bảo cái tính cụ thể. Càng cụ thể chừng nào, càng rõ ràng chừng nào thì nó giúp cho nhân viên của mình nhìn thấy rõ và họ tập trung mọi sự nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cái mục tiêu đó. Ngược lại, nếu quý vị đặt ra một cái mục tiêu mơ hồ, không rõ ràng thì chắc chắn rằng cái việc thực hiện mục tiêu nó sẽ gặp khó khăn. Tôi lấy ví dụ. Thường trường chúng tôi hay đặt ra những cái mục tiêu như sau. Đó là đề nghị các giảng viên phải phấn đấu nghiên cứu khoa học. Vậy thì bây giờ cái mục tiêu như thế này thì tôi cho rằng đó là mơ hồ. Mơ hồ ở chỗ đó là chúng ta không xác định được đó là cái từ phấn đấu là thế nào. Vậy thay vì đặt mục tiêu như thế, quý vị có thể sửa lại cái mục tiêu đó, nó mang tính chất cụ thể hơn. Đó là một năm, một giáo viên ít nhất phải có 2 công trình nghiên cứu khoa học. À, như vậy mục tiêu này rất rõ ràng, rất cụ thể. Vậy đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, nhìn xem thử tôi có bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học. Nếu tôi có 2 công trình nghiên cứu khoa học, chứng tỏ tôi đã hoàn thành mục tiêu. Nếu tôi có 1 công trình nghiên cứu khoa học, điều đó chứng tỏ tôi chưa hoàn thành mục tiêu. Và nếu người khác có 3, 4, 5, 6, 7 để thể hiện cái sự phấn đấu, nỗ lực của từng cá nhân trong vấn đề nghiên cứu khoa học như thế nào. Một điểm tiếp theo quý vị cần lưu ý, mục tiêu càng cụ thể chừng nào thì dẫn đến cái vấn đề thứ hai là chúng ta đo lường được. Còn nếu mục tiêu không cụ thể thì chắc chắn chúng ta không đo lường được. Một điểm thứ ba, đó là để thực hiện mục tiêu thì đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các cá nhân. Như vậy quý vị thấy rằng là gì ạ? Để hoàn thành một cái mục tiêu nào đó, trong doanh nghiệp cần phải có sự phối hợp của các bộ phận tiếp thị, tài chính, nhân sự, sản xuất, marketing chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng khi đặt mục tiêu ra, nó đòi hỏi phải có cái sự đồng thuận giữa các đơn vị, giữa các cá nhân. Đó là một cái nguyên tắc thứ ba quý vị cần quan tâm. Nguyên tắc thứ tư, đó là phải đảm bảo tính khả thi. Chữ khả thi ở đây là quý vị cần lưu ý. Đó là mục tiêu này có thể đạt được. Tức là mục tiêu này nó mang tính chất thực tế. Chúng ta đừng đặt mục tiêu quá cao, xa vời so với khả năng người nhân viên, xa rời thực tế. Và ngược lại, chúng ta cũng đừng đặt mục tiêu thấp hơn so với khả năng của người nhân viên. Và vấn đề cuối cùng, đó là khi đặt mục tiêu, nó phải có giới hạn về thời gian. Tiếng Anh nó gọi đó là cái deadline, chúng ta phải có giới hạn về thời gian. Tại sao chúng ta phải có giới hạn về thời gian? Để sau đó chúng ta còn thiết lập những mục tiêu mới. Ví dụ như quý vị nói như sau, mục tiêu của tôi là có cái bằng. Như vậy mục tiêu này tôi gọi đó là không thông minh. Tại sao ạ? Bởi vì nếu quý vị nói như thế, tôi vẫn có thể hiểu rằng trước khi chết chúng ta có cái bằng. Vậy ngang đây quý vị đặt mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2012 chẳng hạn, đây là hàng cuối cùng mà chúng ta nhận được cái bằng. Vậy thì rõ ràng sau năm 2012, đó là chúng ta cần phải thiết lập ra những mục tiêu mới. Vậy đó là cái điểm thứ ba mà chúng ta cần lưu tâm khi chúng ta xác định mục tiêu. Vậy nếu chúng ta đặt mục tiêu thông minh thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích gì? Lợi ích thứ nhất, quý vị lưu ý, mục tiêu đó chính là cái phương tiện để cái doanh nghiệp chúng ta hoàn thành cái bảng sứ mạng nhiệm vụ của chúng ta. Cái thứ hai, mục tiêu đó chính là cái tiêu chuẩn, là cái cơ sở để cho chúng ta lập ra các kế hoạch. Chúng ta thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá kế hoạch, xem thử đã hoàn thành mục tiêu chưa. Một điểm rất quan trọng, mục tiêu đó chính là cái động lực thôi thúc thúc đẩy người nhân viên làm việc. Và cuối cùng đó là giúp cho doanh nghiệp nhận ra được những cái hoạt động nào
là cần phải ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ tôi kinh doanh một sản phẩm dịch vụ, giả thiết đó là cái điện thoại di động. Bây giờ tôi đặt ra một cái mục tiêu của tôi, đó là cái thị phần của chúng ta phải tăng lên từ 30 cho đến 40% vào năm 2015. Vậy mục tiêu tôi đã có. Vậy vấn đề đặt ra cách làm, tôi làm thế nào để tăng thị phần. Vậy thì một, đó là quý vị nhìn thấy rõ, tôi có thể đó là một đi sâu vào thị trường tôi đang có, mà sau này chúng ta học đó là chiến lược thâm nhập thị trường. Hai, đó là chúng ta đem cái sản phẩm của mình bán qua thị trường mới. Và chiến lược này chúng ta gọi đó là phát triển thị trường. Vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra đó là chúng ta cần phải ưu tiên cho hoạt động nào trước? Cần phải thâm nhập thị trường trước hay đó là cần phải phát triển thị trường trước? Và đây là vấn đề đặt ra mà chúng ta cần phải quan tâm. Hoặc là chúng ta thấy rõ, khi đặt mục tiêu thường nó cũng sẽ có một cái số mâu thuẫn. Ví dụ quý vị đặt cái mục tiêu là lợi nhuận thì nó sẽ mâu thuẫn lại với cái mục tiêu đó là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Đấy. Quý vị đặt cái mục tiêu đó là tăng trưởng nhanh, nó sẽ mâu thuẫn với cái mục tiêu đó là gì ạ? Làm sao duy trì số được. Do vậy quý vị thấy rõ, đó là cái việc chúng ta đặt mục tiêu để giúp cho doanh nghiệp chúng ta nhận diện ra được trong từng giai đoạn cụ thể chúng ta nên ưu tiên để thực hiện mục tiêu nào.